Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn khán thính giả đã luôn quan tâm, đồng hành cùng kênh tin mới nhất. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong năm nay với 7 tỉnh bao gồm Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô và An Huy bị ảnh hưởng. Hiện tại tình hình thiên tai ở An Huy rất nghiêm trọng. Theo thống kê chính thức, hơn 14 triệu người đã bị ảnh hưởng, nhưng người dân nơi đây không nhận được sự quan tâm từ chính quyền. Những bức ảnh đăng tải trên mạng cho thấy lũ lụt ở An Huy, nhiều quận, thành phố và làng mạc chìm trong nước. Và ngày trước có thông tin cho rằng hơn 6.000 con lợn đã bị ngập trong một trang trại lợn ở huyện Sung Trang, thành phố Luan bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Dân làng ở thành phố An Khánh đã bày tỏ lo lắng về tình trạng bi thảm của vụ vỡ đập ở Hồ Bắc, bởi vì khu vực địa phương cũng đang trong tình trạng tương tự như Hồ Bắc. Anh Vương, một người dân ở huyện Thái Hồ, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy cho biết, hồ nước ở đây vô cùng rộng. Hiện trời đang mưa rất to, nước vẫn chưa rút mà ngược lại còn dâng cao. Ngoài ra còn có sạt lở đất, nhiều ngôi nhà bị sập và thiệt hại nghiêm trọng. Chỗ chúng tôi cũng tương tự như Hồ Bắc, một trận lở đất đã phá vỡ đường và không có đường nào ra ngoài để mua lương thực. Người dân ở Ma An San, tỉnh An Huy cho biết, khu vực này gần sông Dương Tử, mưa lớn khiến nước sông dâng cao, còn quận Bô Quang lại gần một hồ nước nên lũ lụt rất nghiêm trọng. Ông Quang, cư dân Ma An San, tỉnh An Huy nói, khu vực đô thị bị ngập lụt rất nặng, xe bị ngập tới nóc. Từ trước tới nay chưa từng có một trận lũ lụt nào lớn như vậy. Ở khu vực Bô Quang này, tôi nghe nói rằng hai người đã chết cách đây vài ngày, trong đó có một đứa bé bị chết đuối. Dân làng tiết lộ rằng tình hình thiên tai ở An Huy không nghiêm trọng như ở Hồ Bắc, không thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài và giới truyền thông. Tuy nhiên trời vẫn mưa và mọi người phải tự lực khi có tình huống khẩn cấp. Ông Vương cho biết, An Huy bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Đã khoảng nửa tháng trời, mưa vừa và nặng hạt, nhưng ở đây vẫn chưa có biện pháp cứu trợ thiên tai. Theo thống kê của Cục Dân chính tỉnh An Huy, lượng mưa lớn kể từ giữa tháng đến nay đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở 59 quận huyện tại 10 thành phố, bao gồm Hợp Phì, Chu Di Hào, Luan, Ma An San, Phu Hu, Xuân Trang, Tao Linh, Chi Si Hao, An Quynh và Khôn Sang. Với những mức độ thiệt hại là khác nhau, tính đến 9 giờ ngày hôm qua, tổng số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai là 10,534 triệu người, 29 người chết, 2 người mất tích, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 883,1 nghìn ha, 15.701 ngôi nhà bị sập, 105.942 ngôi nhà bị hư hỏng. Kể từ đầu tháng này, tại Quý Châu, Hồ Nam và Hồ Bắc các tỉnh, thành phố khác đã hứng chịu lượng mưa lớn và lũ lụt, khiến hơn 7 triệu người đã bị ảnh hưởng. Theo thống kê chính thức, 107 người đã thiệt mạng, nhiều nơi đã xảy ra lũ quét và lũ ống, sạt lở đất vùi lấp nhà cửa. Một nạn nhân tiết lộ còn rất nhiều người mất tích, cơ hội sống sót mong manh và số người chết thực tế sẽ còn tăng lên. Trận lũ lụt thảm khốc vừa qua xảy ra ở huyện Guomo, Quý Châu, thị trấn Daijian và thị trấn Daiji rất nghiêm trọng, lở đất gần như san phẳng những nơi này. Ông Tian ở thị trấn Daijian, huyện Guomo, tỉnh Quý Châu cho biết, lũ quét xảy ra vào ban đêm, lúc dân làng đang ngủ nên người dân quá bất ngờ và không kịp chạy thoát thân. Ngôi làng trở nên hỗn loạn, bờ kè đều bị sập, lũ quá mạnh và hơn 80 ngôi nhà đã bị sập. Tất cả các trường học ở Daijian đều bị đóng cửa vì tất cả đều bị phá hủy và học sinh không thể đến trường. Anh Quang đến từ Daijian, hiện đang làm việc trong quận, anh cho biết những người mất tích rất có ít cơ hội sống sót và số người chết sẽ còn tăng lên. Ông Quang tại thị trấn Daiji, huyện Guangbo, tỉnh Quý Châu nói, lở đất ở huyện Guangbo đã chất đống rất cao và chúng tôi cố gắng hết sức để giải cứu những người bị mắc kẹt trong những ngày này. Cô Ly Tông Trang, County, Xianning, Hubei cho biết rất nhiều ngôi nhà đã bị sập ở đây. Phía chúng tôi đang rất nghiêm túc, điện và nước ở đây đều không có. Feng Song Feng, người sáng lập tổ chức bảo vệ môi trường, hiệp hội tìm kiếm thiên nhiên Darwin cho biết việc phá rừng rất nghiêm trọng ở Trung Quốc. Hạ lưu sông Dương Tử cũng đang bị tàn phá nặng nề. Xianning và Hoang Gang, Hồ Bắc, nạn chặt cây phá rừng đã gây ra sạt lở đất và lũ quét. Theo thống kê chính thức, tính đến 10 giờ sáng ngày hôm nay, trong số 107 người chết ở Giang Tây có 13 người chết, ở Hồ Bắc có 29 người chết và người mới mất tích. Ở Hồ Nam có 39 người và 21 người mất tích. Ở Quý Châu có 24 người chết và 32 người mất tích. Ở Trung Khánh và Tân Cương có 1 người chết và 1 người mất tích. Thưa quý vị và các bạn, kể từ giữa tháng này, những cơn mưa xối xả liên tục đã gây ra lũ lụt ở miền Nam của Trung Quốc. Nhiều nơi ở Hồ Nam cũng bị ảnh hưởng, trong đó có khu vực Ninh Hương chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt từ việc xả hồ chứa Trang Sa, Hoàng Cai. Tại sao các hồ chứa chống lũ giảm nhẹ thiên tai không phát huy được tác dụng chống lũ như quảng cáo trong quy hoạch? Về vấn đề này, chúng tôi đã phỏng vấn với Quang Quai Lu, một chuyên gia bảo tồn nước nổi tiếng sống ở Đức. Ninh Hương, Hồ Nam lũ lụt hoành hành, người dân địa phương đặt nghi vấn về hồ chứa Hoàng Cai ở thượng nguồn sông Wai Sui không có cảnh báo xả lũ sớm, khiến mực nước ở hạ lưu dâng lên cao gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Các quan chức và chính quyền địa phương kịch liệt phủ nhận điều này.
Theo các phương tiện truyền thông chính thức, so với dòng nước lũ đổ vào Ninh Hương, dòng lũ chỉ là một con số nhỏ. Do đó, việc xả nước từ hồ chứa Hoang Cai không phải là nguyên nhân chính gây ra lũ lụt ở Ninh Hương. Hoàng Quay Lu, một chuyên gia bảo tồn nước nổi tiếng sống ở Đức cho biết, cụ thể nói về Ninh Tường, hiện tại thông tin đang dần lộ ra, cho thấy thông tin trái ngược nhau có sự mâu thuẫn khá nghiêm trọng, nên tôi nói rằng chắc chắn có người đang nói dối. Wang Wenlu cho biết, theo báo cáo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lưu lượng lũ đổ vào hồ chứa vào thời điểm đó là 600 m khối mỗi giây và lưu lượng xả lũ tối đa là 400 m khối mỗi giây, có nghĩa là lưu lượng nước đổ vào nhiều hơn lượng nước xả ra ít hơn. Vậy làm thế nào mà mức nước của hồ chứa lại giảm từ 166 m xuống 162 m? Do đó, việc xả lũ của hồ chứa Hoang Cai phải vượt quá 600 m khối mỗi giây thay vì 400 m khối mỗi giây thì mực nước tại hồ chứa mới giảm xuống. Điều này cho thấy các báo cáo này là không chính xác. Wang Quailu nói rằng các hồ chứa của Trung Quốc có tới 5 chức năng chính: cung cấp nước, tưới tiêu, kiểm soát lũ lụt, phát điện, nuôi cá và thu hút khách du lịch. Sau khi cải cách, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến hồ chứa thành một hệ thống hợp đồng và thực hiện tự cấp vốn. Vì vậy, hồ chứa thường trữ nước và sau đó bán lấy tiền. Wang Quailu nói bước vào mùa mưa lũ năm nay nhưng hồ chứa không thể kiểm soát được lũ lụt. Người dân ở đây trông cậy vào hồ chứa để ngăn chặn lũ và trữ nước để chống lũ. Khi lũ đến, lúc đó không phải xả lũ mà tích nước, giữ lũ trong hồ chứa. Tuy nhiên, khi lũ đến hồ chứa Hoang Cai, không thể tích trữ mà phải xả lũ, mà xả lũ thì không ngăn được lũ. Đây là mâu thuẫn. Wang Quailu cho biết, hồ chứa nước ở Hoang Cai được xây dựng vào những năm 1958, trong thời kỳ đại nhảy vọt. Đến nay đã được 60 năm, vượt quá tuổi thọ 50 năm. Nó là một hồ chứa đã quá cũ và quá yếu nên không còn an toàn nữa. Vì vậy, khi mực nước dâng lên 164m vào năm nay, buộc cho phải cho xả lũ để hạ thấp mực nước xuống. Lúc này, chính quyền không quan tâm đến những người bên dưới gặp nguy hiểm hay bị ngập nước. Họ lo sợ cho con đập sập bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Wang Quailu chỉ ra rằng có những mâu thuẫn trong các báo cáo chính thức rằng Ninh Tường, Hồ Nam đã hứng chịu một trận mưa xối xả hiếm có trong lịch sử và một trận lũ thảm khốc cả thế kỷ mới có một lần. Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử của hồ chứa Hoang Cai là 2.100 m khối trên giây. Nếu bạn có cơn mưa xối xả lớn nhất trong lịch sử, dòng chảy bạn tạo ra sẽ bằng trận lũ tại vị trí đập hồ chứa Hoang Cai. Lưu lượng dòng chảy phải vượt lưu lượng lũ cao nhất trong lịch sử, tức là vượt 2.100 m khối trên giây. Còn lưu lượng lũ năm nay chỉ có 600 m khối trên giây, nên số liệu này rất có nhiều mâu thuẫn. Wang Wenlu nói rằng từ những thông tin chính thức mâu thuẫn này, chúng ta có thể thấy nguyên nhân gây ra lũ lụt ở thành phố Ninh Hương. Trung Quốc có gần 100.000 hồ chứa như Hoang Cai. Tại sao những hồ này không phát huy được tác dụng chống lũ như quảng cáo? Còn việc xả lũ thì sao? Wang Wenlu cho biết các con đập ở đây chất lượng của nó không tốt, không an toàn. Các tính toán trước đây của hồ chứa thường được tính là 50 năm theo mục đích sử dụng kinh tế. Điều đó không có nghĩa là sau 50 năm, hồ chứa sẽ không sử dụng được và chi phí bảo trì sẽ rất cao, ngày càng cao. Giống như hệ thống khoán hiện nay ở Trung Quốc, nhà thầu chỉ khoán vận hành và kinh tế, không khoán chi phí bảo dưỡng và duy trì nó. Do đó, hồ chứa này có thể dễ dàng trở thành một hồ chứa nguy hiểm. Có 100.000 hồ chứa ở Trung Quốc, nhưng có ít nhất 40 hồ chứa không an toàn. Wang Quailu cho biết, ngoài ra Trung Quốc còn xây dựng hàng chục hồ chứa trên một con sông. Nếu một hồ bị vỡ, thì các hồ bên dưới cũng sẽ bị vỡ theo. Những hồ nước này giống như một quả bom hẹn giờ. Khi trời mưa, một quả bom hẹn giờ phát nổ, thì người dân Trung Quốc sống dưới hạ nguồn của hồ sẽ gặp nguy hiểm. Kính thưa quý vị và các bạn, một vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc đang trong quá trình được xác minh nguyên nhân và khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu hộ. Đã có 14 người được cứu sống và 91 người vẫn còn mất tích. Vụ lở đất kinh hoàng tại khu công nghiệp Liễu Khê, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đã xác định số người mất tích lên tới con số 91 người, trong đó có 59 nam và 32 nữ. Vụ lở đất kinh hoàng đang diễn ra vào lúc 11 giờ 40 phút ngày thứ Hai đã khiến cho 33 tòa nhà bị đánh sập cùng với những hư hại nghiêm trọng. Các tòa nhà này bao gồm 14 xưởng sản xuất, gồm các tòa nhà văn phòng, nhà ăn, ký túc xá. Nguyên nhân ban đầu của vụ lở đất do các tòa nhà được xây gần một ngọn núi nhân tạo không có sự kiên cố ở nền móng. Vụ lở đất làm đổ sập 33 tòa nhà tại khu công nghiệp Liễu Khê. Các công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, do trời tối và mưa to cùng với sự tập trung đông đúc của người nhà và nạn nhân khiến cho công tác tìm kiếm cứu nạn diễn ra gặp rất nhiều khó khăn. Giới chức Trung Quốc đã thành lập một trung tâm chỉ huy cứu hộ và 3 lều điều trị tại hiện trường của vụ lở đất. 14 người trước đó may mắn đã được cứu sống, 700 nhân viên cứu hộ với 17 đội chữa cháy, 4 máy bay trực thăng và 30 chó nghiệp vụ đã được huy động tham gia nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Đã có trường hợp ghi nhận có tới 16 người họ hàng ở trong cùng khu vực lở đất hiện chưa thể liên lạc được với bất kỳ ai. Vụ lở đất đang là tâm điểm của dư luận Trung Quốc bởi vì tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi. Những người dân ở khu vực làng Hoa Bi Kiều, huyện Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc cũng đang sống trong tình trạng lo sợ khi khu đất xung quanh khu vực sinh sống của họ liên tiếp có những chiếc hố lớn và có thể gây sụt lở bất cứ lúc nào. Theo Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, vụ lở đất xảy ra ở một ngọn núi nhân tạo được dựng lên trong khu vực, chứ không phải là một ngọn núi tự nhiên. Giới chức này cũng đã cử đội ngũ chuyên gia đến điều tra tại hiện trường của vụ việc.
thưa quý vị. Bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúng tôi chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!